Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Điều, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mình nhất và mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong nội dung video chia sẻ hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký vào thành phần KC xác minh danh tính trên nền tảng Hotbit, một trong những nền tảng rất là uy tín và có rất nhiều các cái cặp coin. Giúp anh em có thể kiếm được lợi nhuận. Sàn Hotbit thì nổi tiếng với những cặp coin khác anh em nhé. Để có thể đăng ký và KC xác minh danh tính trên nền tảng Hotbit thì anh em thao tác như sau. Đầu tiên các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó thì các bạn sẽ điền email vào dòng đầu tiên. Tiếp theo chúng ta ấn vào nút sign. Và sẽ có một cái code gửi về cho chúng ta. Chúng ta vào trong Gmail để lấy code và chúng ta paste code vào đây. Bên trong Gmail thì các bạn sẽ nhận được một đoạn code, chúng ta copy đoạn code nè. Ta paste code vào đây. Tiếp theo các bạn nhập mật khẩu và xác nhận được mật khẩu. Chúng ta đồng ý được quyển trang và nút đăng ký. Các bạn sẽ được dẫn đến màn hình đăng nhập và các bạn sẽ tiến hành đăng nhập nhé. Tiếp theo chúng ta tích vào dấu tích và ấn vào iCloud. Các bạn sẽ lựa chọn vào phần account, lựa chọn phần bảo mật. Ở đây thì các bạn sẽ có thể KC với mục đầu tiên, chúng ta ấn vào Go to Vary. Chúng ta có 3 hình thức KC. Thứ nhất là các bạn KC với hộ chiếu, thứ hai là các bạn KC với bằng lái xe và thứ ba các bạn KC với căn cước công dân. Thì đối với các bạn nào KC căn cước công dân thì các bạn sẽ upload hình ảnh mặt trước theo ảnh thứ nhất, tức là upload the front ấy, là ảnh mặt trước, upload the back là ảnh mặt sau của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Và sau đó chúng ta ấn vào đây này, chỉ cần vào đây nhá, nó sẽ hiện lên này. Chúng ta sẽ gửi nộp ảnh lên và nút mở nhá, được chưa? Và next. Mình sẽ lựa chọn căn cước, lựa chọn KC với lại hộ chiếu, vì có hộ chiếu. Thì đối với anh em dùng hộ chiếu, chúng ta chỉ cần upload cái phần nội dung bên trong hộ chiếu thôi, được chưa? Tiếp theo chúng ta ấn vào nút next này. Sau khi chúng ta nụp ảnh thì các bạn sẽ chờ đợi nó check nhá, nó sẽ check một lát. Các bạn cứ giữ nguyên cái trạng thái này, nó sẽ check một lát thôi. Các bạn cũng có thể thoát ra bên ngoài cũng được, không sao cả nhé. Sau khi mà trạng thái update thành công thì các bạn có thể kiểm tra ở trong phần vary thì các bạn sẽ thấy được, hoặc là ở góc phía trên này nó sẽ hiện lên là các bạn trạng thái ở đây là đã vary thành công này, được chưa? Ok, vừa rồi thì admin đã hoàn thành xong nội dung video chia sẻ và hướng dẫn cho anh em cách đăng ký và hoàn thành phần KC xác minh danh tính trên nền tảng Hotbit. Hy vọng đối với video hướng dẫn này thì anh em sẽ đều biết cách để chúng ta đăng ký và KC xác minh danh tính trên Hotbit. Bây giờ thì admin xin nói lời chào và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.